Johnny Đặng sắp làm thầy giáo hậu lùm xùm lừa đảo khoa bóp, Lộc Phu Hô cũng bị xéo tên. Vụ ồn ào khoa bóp Johnny Đặng đã tạm khép lại sau khi cả hai tuyên bố muốn kết thúc mọi chuyện. Tuy nhiên, những thông tin chia sẻ xung quanh hai nhân vật này vẫn nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng. Mới đây, đoạn clip ghi lại kế hoạch mở lớp dạy kim hoàng online của tỷ phú Kim Cương là một ví dụ. Theo nội dung trong clip, có vẻ như Johnny Đặng đang livestream thì có người muốn theo học nghề kim hoàng. Trả lời lại, tỷ phú Kim Cương rất vui vẻ, hào hứng cho biết mình cũng có mong muốn này. Thậm chí Johnny Đặng còn có cả kế hoạch dạy online như đăng clip lên YouTube khiến nhiều người liên tưởng đến hình thức livestream dạy nghề phụ hồ của Lộc Phu Hô. Ok, muốn học nghề hả? Mình cũng thích lắm đó. Tương lai mình muốn mở một cái trường dạy nghề, chắc dạy online ha. Mình muốn dạy cho tất cả các bạn nhận hột xoàn như thế nào, làm vàng như thế nào, chế vàng như thế nào. Có thể mình làm online hoặc làm YouTube để chỉ các bạn, Johnny Đặng nói. Được biết, đoạn clip này không phải mới đây mà đã có từ đầu tháng 11, thời điểm mới nổ ra nghi vấn cạch mặt khoa bóp. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, tức là sau hơn một tháng ồn ào, nhiều người thắc mắc không biết tỷ phú Kim Cương có còn theo đuổi mong muốn này nữa hay không. Trước đó, Johnny Đặng khiến dân tình hết hồn khi xuất hiện trong MV ca nhạc của Cao Thái Sơn. Trong MV, tỷ phú Kim Cương vào vai khách mời với một số phân đoạn ngắn. Do vai diễn bê nguyên chính hình ảnh của anh nên việc diễn xuất cũng không quá khó khăn với Johnny Đặng. Được biết, dự án âm nhạc của Cao Thái Sơn được anh ghi hình ở Mỹ và Canada. Cao Thái Sơn nhận được sự hỗ trợ về mặt bối cảnh cũng như diễn xuất của Johnny Đặng, Vương Phạm, hai tỷ phú người Việt ở Mỹ. Anh chia sẻ, tôi cảm thấy hứng thú khi đóng vai anh chàng cowboy của vùng Texas với những con thú trong trang trại của Vương Phạm. Đã đến lúc tôi tìm lại cảm xúc thật từ bên trong tâm hồn mình. Thông qua sản phẩm âm nhạc lần này, Cao Thái Sơn tri ân khán giả, những người luôn ở bên và động viên anh vượt qua mọi biến cố cuộc sống. Netizen cho rằng MV của Cao Thái Sơn được ghi hình trước khi drama Anh Đá Bạo nổ ra. Việc nam ca sĩ nhận được sự giúp đỡ của Johnny Đặng nên để vị tỷ phú xuất hiện trong MV của mình là đương nhiên. Có lẽ chính Cao Thái Sơn cũng không lường được drama tiền ảo lại nhận về nhiều ý kiến tiêu cực đến vậy. Chính vì vậy, nhiều netizen cho biết dù không thích Johnny Đặng nhưng vẫn sẽ ủng hộ sản phẩm của Cao Thái Sơn. Sau chuỗi ngày tố nhau với khoa bóp Vương Phạm về đồng tiền ảo DBZ, nhiều nền tảng Facebook, YouTube, Instagram của ông trùm Kim Cương người Việt Johnny Đặng bị dân mạng tràn vào bình luận bày tỏ sự bức xúc. Cửa hàng Kim Hoàng nổi tiếng của Johnny Đặng cũng hứng chịu màn dội bom một sao trên Google, đỉnh điểm hơn 30.000 lượt vào ngày 1 tháng 12. Sau 3 ngày sóng gió, bất ngờ hàng chục nghìn lượt đánh giá một sao về cửa hàng của ông trùm Kim Cương bay màu, quay về với mức 4,1 sao như chưa hề có vụ rạn nứt tình cảm giữa Johnny Đặng và khoa bóp Vương Phạm. Chưa rõ lý do gì tác động khiến hàng nghìn đánh giá tiêu cực bỗng nhiên biến mất, nhưng hình ảnh đại diện trên trang web nhận được sự chú ý không nhỏ. Thay vì hình đại diện Johnny Đặng trước đây là hình ảnh cửa hàng Johnny Đặng & Co. với hàng loạt sản phẩm kim cương xa xỉ bên trong. Với 20 năm theo đuổi công việc làm trang sức, theo Celebrity Network, ước tính giá trị tài sản ròng của doanh nhân này là 20 triệu đô la Mỹ, khoảng 460 tỷ đồng. Cửa hàng trang sức Johnny Đặng & Co. và nhà xưởng chế tác của Johnny Đặng rộng 12.000 m2, có trụ sở tại Houston, trị giá khoảng 13,2 triệu đô la Mỹ, hơn 302 tỷ đồng. Bên trong có tới 52 tủ trưng bày kim cương, 105 camera giám sát 24/24, kết sắt siêu đặc biệt dài tới 2,5 m và dàn máy chế tác kim hoàng đắt đỏ. Ước tính giá mỗi chiếc máy chế tác kim hoàng tại đây từ 75.000 đến 200.000 đô la, khoảng 1,7 tỷ đến 4,4 tỷ đồng. Mặt hàng nổi bật nhất trong tiệm đá quý của Johnny Đặng là những bộ grill răng kim cương và gắn liền với danh tiếng của anh. Mỗi chiếc bọc răng kim hoàng mà Johnny Đặng bán có giá từ 300 đô đến 200.000 đô la Mỹ tùy theo mức độ tinh xảo. Bên cạnh đó, anh còn lập kỷ lục Guinness khi làm quả trứng nặng 5 kg bằng vàng 24K. Cơ ngơi của ông vua kim hoàng có đủ các tiện nghi như bể bơi, khu để xe toàn những thương hiệu đình đám như Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, Bentley. Nổi bật nhất vẫn là chiếc Lamborghini vàng V12, chỉ có 600 chiếc giới hạn trên toàn thế giới, giá bán ở Mỹ là hơn 400.000 đô, hơn 9 tỷ đồng. Mặc dù bán hàng xa xỉ cho người nổi tiếng nhưng Johnny Đặng từng chia sẻ, cái sai lầm của người buôn bán là nghĩ khách giàu nên phải chặt chém, phải lấy giá cao. Nhưng mình bán hàng cho rapper y như với người thường, giá rẻ nhất, hàng tốt nhất, chăm sóc họ tận tình, có khi cỡ 1/2, 1/3 giá của tiệm khác. Khi họ tin rồi, thì họ sẽ tự giới thiệu bạn bè đến cho mình. Không có quảng cáo hoa mỹ nào có thể bằng sự yêu mến giới thiệu của khách hàng. Thế giới này ở đâu cũng thế, chỉ có sự thật thà trung thực mới chiếm được sự tin tưởng của người khác. Phải thật thà trong suốt cuộc đời kinh doanh.